bạn mình đã đi hơn 30 km đến nhà muối cắt tóc nhé. Và đây cũng là một cái vị khách quen nhà muối đó. Muối đang có cái ý tưởng là sẽ nuôi cái gáy này, đang tư vấn bảo bạn đấy là nuôi cái gáy này, nhưng mà bạn ấy là muốn là cứ ngắm đi cho nó mát, mặc dù là bây giờ là sang mùa thu rồi, thích ngắm thì ngắm thôi. Cùng xuống một tí đi em ơi. Mọi người ai mà vào xem like của muối nhớ cho muối xin một chấm nhé, một cái comment gì đấy, thả một cái icon cũng được cho muối biết là có người đang xem. Tôi kiểu cứ ngồi like xong nói chuyện một mình khổ tâm lắm quý vị ạ. Chào em, chúc em Tư buổi chiều vui vẻ, mát mẻ. Có người nha, ok. Ok, đã nhìn thấy. Chào Tư. Chào em. Từ nãy đến giờ cứ toàn ngồi nói chuyện với mình, may quá vẫn có người vào xem live của tớ. Hello Loan, chị chào em. Chào Loan nhé. Đang chào chị muối chưa? Đang định viết kín luôn rồi. Đang viết chào chị muối nhớ. Thì bị chị nhắc mất rồi. Chị cô đồng khách, thank you em Tư. Muối lúc nào cũng đông khách, trừ những lúc không đông á. Đấy, bảo thế à, cái gì vừa mới bảo Loan chào chị chưa là đã bay đến mất rồi, nó không thèm chào cơ. Cái Loan mình nhớ mặt chị muối nhá, mày nhớ mặt tao, mày vào like của tao mày không chào. Xin chào 3 triệu người đang xem. Chào mừng mọi người đến với live stream của muối. À, mọi
trên tóc mà thiết kế một cái quả gáy này, cái gáy này mà nuôi nó hơi bị xịt đấy. Chỉ cần cắt sấy khô là ok thôi mọi người ạ. Các bạn là tín đồ của bốt, tín đồ của các kiểu tóc ngắn thì có thể liên hệ với Muối nhé. Muối thì không có thời gian để mà quay, để mà làm các video, hoặc là cái kỹ năng làm video của Muối thì nó thật là kém. Đó, thì mọi người là có thể là sẽ không nhìn thấy những cái hình ảnh đẹp mà Muối đăng lên các trang mạng xã hội. Nhưng mà khách nhà Muối thì 80% là khách quen, và 20% còn lại là được những người khách quen nhà Muối giới thiệu đến. Đó, thì mọi người cũng sẽ hiểu là cái chữ tín, tầm uy tín nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đây là một vị khách quen mà mỗi một lần cắt không được phép yêu cầu, mà muốn cắt kiểu gì thì là chơi kiểu đấy, nhém phén cái này cho chọc luôn. Yeah. Không được yêu cầu. Đó. Chương trình thì bất tri ân. Hôm nay mặc quần dài rõ oai, sáng nay là định sáng là đi ra viện lý, nhưng mà xong rồi là lại khách làm, lại đông khách, cuối cùng vẫn ở nhà. Nửa thế kỷ mới mặc quả quần dài một lần, đâu mặc rồi nắm được cái khóa giờ cũng đã có buồn thay đồ ra nữa, vẫn mặc nguyên quả quần. Quán nước hay là cái gì đấy mà bảo là chỗ nào ăn ngon hay chỗ nào view đẹp còn đếch điết chả đi đâu. Eo ơi, tao sẽ có đam mê ăn uống hay là view đẹp cả. Thế đam mê của mày là gì? Còn ánh nhiếc mấy đứa, không thấy đứa nào vào đây xem gì vậy? Chả có một tí đam mê là ăn uống cả. Thế bảo sao người như kiểu con mõm bươm ý. Có một cái con mà chân nó dài ngoằng ngoằng, xong rồi nó cứ gồng mõm lên. Đấy con mõm mương đấy. Bây giờ mình biết tên con đấy. Đấy con đấy nó kiểu nó gầy ý, xong cái chân tay nó ngoằng ngoằng ấy. Thì người ta hay ví là gầy như con mõm mương là như vậy á. Chưa thì không biết tên của nó à? Một người đang xem. Này có khách hẹn rồi. Em
thấy chị giỏi không? Hỏi chân thành một câu này, em thấy giỏi không? Từ làm lông mày cho em nhá, xong làm môi nhá, xong tóc tai, rồi là chạy từ cái này sang cái khác. Đấy là trước đây chị vẫn cảm thấy mạnh mẽ giỏi thế mà. Đấy là đang trước bây giờ mà. Đấy là đang tự khen mình đấy. Đấy, em thấy môi của mình trở lại bình thường chưa? Xong thì đến mai nó sẽ khô. Xong thì nhớ là chị sẽ là để cho em một cái loại dưỡng. Đấy, xong thì từ cho đến tối thì em nói chung là về mình không còn phải kiêng kỵ cái gì đâu nhá. Em ăn uống bình thường, em ăn rửa mặt bình thường cho chị. Xong rồi là em một ngày em bôi dưỡng 2 lần. Sáng tối hoặc là thấy nó khô thì mình bôi, nhưng mà bôi một lớp mỏng thôi, không bôi dày, không bôi nhiều. Mày được buổi cho mẹ ở lại núi từ sáng nhở, 3 giờ chiều. Mày nghỉ em đi giải quyết cái muối rồi còn đâu.
Ngày xưa các cụ nói là ai mà tóc càng dày thì sẽ càng giàu ấy. Cho nên là bạn cứ cố gắng cố gắng cái ăn bao nhiêu cân, cố gắng trông chờ vào tương lai là mình sẽ là kiểu gì, mình sẽ được giàu có. Các cụ nói kém rất sai. Đưa theo tao ước nhìn giữ thẳng đầu xem nào, cứ ngả theo lên hay quá, đang được đang đến tận ba lần tạo đứng chưa hòa bảo ước gì mà cả ta. Không sợ nó không có lết một cái tóc.
rất là dễ chơi, dễ chăn vô cùng. Vừa ngồi
đấy là mình cũng không phải là để nắng nóng đâu. Xong rồi cái lần đấy chị cắt ngắn nhất, mẹ chị bảo mẹ mày nhìn này có khác gì cái thằng đàn ông không, đẹp ở chỗ nào hả con? Em muốn đi học mở sinh nhật tóc thôi trời qua chẳng được ức. Cái lúc mà để nắng nhất nữa, mẹ chửi xong rồi lần đầu tiên để tóc ngắn cũng bị mẹ chửi, nhưng mà rồi cũng quen rồi mẹ cũng quen với cái hình ảnh đấy. Định cho cái mái ngắn thì tí nữa nhưng mà thôi, cái nhà mọi người lại chửi chết ở đây bởi vì cái mặt gầy đấy, cái mặt gầy ngày trước thì bình thường nó sẽ không để mái, nhưng mà cái mặt gầy các để cái đi mái nhìn cho nó đỡ gầy nhá. Nhìn chán đời quá, nhìn thấy là mình thấy chán đời mình thì muốn xuống cân chạy được cổ cân em cũng lên cân nhưng mà kiểu dền tăng ấy cứ lên một tí đi siết cái lại từ em vừa lên được vài lạng nó xuống nó từ vài cân đã sao con lại mọi người lại giảm cân dễ nhỉ, dền tăng em cứ đi siết một cái là cái bạn được gì đâu, không nhai được luôn ạ, không có khả năng nhai được luôn, em ngậm sáo nó trưởng rồi cổ cân chị ạ. Cái ai là lần này nó bắt đầu siết em rồi, mãi rồi nó bắt siết em, mà cái một cái sai lầm của em đó là thanh toán tiền nếu mà cố gắng tiền cuối năm tháo được, nếu mà cố gắng hết không cứ thong thả về, đừng có mà gấp gáp kiểu cứ dục nó, bởi vì bây giờ nó đã rất thong thả như vậy rồi, mà bây giờ kiểu là giống như ép buộc ý, không lại không vội vã, nhưng không nên vội vã như vậy. Như người ta thì mỗi một tháng người ta sẽ điều người ta sẽ là tổ chức em vào một ít và ít đâu hơn nửa năm tay em có phải siết gì đâu, rất là bình thường. Bây giờ cuối năm em tụt cái đợt em vừa rồi mình bảo là anh lâu lắm rồi, 2 năm rưỡi 3 năm rồi, xong rồi nói các bạn chọn nói kia không phải là thôi đợt này làm liên tục lên hơn 2 tuần đến 1 lần. Ngoài cho nhanh cảm cân à. Ngày trước đây có một bạn